Dàn mỹ nhân Cbiz cùng đọ sắc khi diện chung một mẫu váy lông vũ. Dương Tử Tưởng không sinh mà sinh không tưởng, chẳng kém cạnh đàn chị Phạm Băng Băng. Váy lông vũ vẫn luôn là nguồn cảm hứng cho rất nhiều nhà thiết kế, thế nên có không ít mỹ nhân hoa ngữ cũng từng thử sức với kiểu trang phục duyên dáng, nổi bần bật này. Chẳng biết vô tình hay cố ý mà trang phục họ diện lại trông na ná nhau, khiến công chúng phải đặt lên bàn cân mà so sánh ai đẹp hơn ai. Trong những cái tên đình đám như Tống Thiến, Lưu Thi Thi, Dương Tử lại là gương mặt nổi trội nhất, tin nổi không? Tuyên Lộ. Tính đến hiện tại, Tuyên Lộ đã gia nhập làng phim hơn chục năm rồi, thế nhưng sự nghiệp diễn xuất của cô lại khá mờ nhạt, không thể bật hẳn lên được. Đó cũng là lý do tài nguyên thời trang của cô cũng không được tốt lắm, hiếm khi được diện đồ cao cấp. Lần hiếm hoi Tuyên Lộ tạo được dấu ấn là lúc cô diện bộ váy lông vũ trắng lộng lẫy trên